Xin chào anh em nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999 1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại tư vấn của mình là 0905 958889. Hôm nay thì rất là lâu rồi, thực sự rất là lâu rồi mình mới có thể bốc được một chiếc GVX Gentleman 200cc. Chiếc này đăng ký biển 15A101033 và hiện tại nó mới chỉ chạy hơn 3.000 km nữa. Đăng ký lần đầu năm 2022 nhé, 3.521 cây số. Đấy là số km của xe đã đi. Giới thiệu qua cái tính năng sử dụng của cái chiếc xe này. GVX Gentleman 200 này thì là đề xuất xứ của Thái Lan, do Thái Lan lắp ráp nhé. Xe thì chạy cục máy 200cc và chạy chế cơ, cho nên là rất khỏe. Hiện tại thì là theo cái mức nhiên liệu mà mình đã thử test của xe thì nó sẽ rơi vào khoảng 2.8 cho đến 3 lít cho 100km sử dụng. Đấy, và xe thì cũng được trang bị khá nhiều những cái tính năng an toàn tốt. Ví dụ như cái thụt upside down này, thụt trước là upside down nhé. Đấy, thụt trước upside down này. Và đĩa phanh đôi của bánh trước, bánh trước là đĩa phanh đôi nhé. Đấy, đĩa phanh đôi này. Và đằng sau cũng là đĩa phanh đĩa luôn. Rất là an toàn khi mà anh em ngồi lái con này. Con này thì chạy chắc và đầm. Xe hơi nặng một chút, nếu anh em dắt là nó sẽ hơi nặng một chút, nhưng mà lúc chạy rất là đầm xe. Cái xe nó nặng thì tức là cái tốc độ mà cái nó gọi là cái độ bốc ấy, thì có thể là nó ngay ban đầu thì nó không phải quá bốc, nhưng mà để mà độ rút hậu của nó rất là tốt nhá. Đồng hồ, mặt đồng hồ rất là đẹp, nó làm cái mặt đồng hồ chéo sang một bên thì là nhìn cái con xe nhìn nó dữ dằn hơn rất là nhiều. Pha thì là con này thì đã pha thay pha led rồi. Đấy, pha ở trong là bi led nhá. Có thêm hai cái trợ sáng luôn, hai trợ sáng. Xe thì lắp bộ tay côn tay phanh của Racing Boy nhá. Đấy. Tiếp nữa, một cái mà nó không thể không nhắc đến nữa là con này đã lên được cả một đôi vành và đôi lốp của vành là 5x nhá. Vành là vành 5x của xe R3. Xe Yamaha R3 đấy, vành 5x luôn. Đây, vành 5x. Và lắp kèm theo cái vành 5x đấy là một cái lốp Michelin này, Rod 5 nhá. Michelin Rod 5 luôn. Đây, cho anh em xem Michelin Rod 5 luôn. Đấy, các bạn cùng nhìn nhá, rất là mới, cực kỳ đẹp luôn. Lốp 180 5517 nhá. Đảm bảo với anh em mình, cho anh em mình nhìn quả mông rất là to và đẹp. Lốp này thì chắc là mới chạy được 1000 cây là cùng. Đây, lốp chỉ chạy được 1000 cây thôi. Đấy, đằng trước cũng vậy này. Đây, vành là vành 5 inch của xe Yamaha R3 nhé. Lốp vân gai còn nguyên zin luôn. Hai cái lốp này mới chỉ chạy cùng lắm được 1000 cây thôi. Đấy, còn lại xe thì đảm bảo với anh em là nó cực kỳ mới luôn. Chạy 3000 cây chuẩn. Ni lông dán vừa mới bóc ra, hiện tại đang trong tình trạng cực kỳ hoàn hảo và xe cực đẹp luôn, mới không có chỗ nào để chê luôn. Tất cả cái phần về cổ phốt và ốc cổ phốt là chưa chỉnh sửa gì hết, chảng ba rất là đẹp, sơn thì vừa mới bóc ni lông cực kỳ sáng bóng, màu trắng kèm tức là pha lẫn với màu đen, rất là đẹp, nổi trội cái xe luôn. Nắp bình xăng rất là điệu nghệ nhá. Đấy, rất là điệu đà. Tem xe Gentleman, Legion Gentleman nhé, 200cc. Đây, số khung, số máy là số khung đây, số máy bên kia. Đấy, đi xuống dưới cho anh em cùng xem. Dàn chân của con này quá chất lượng luôn. Đĩa phanh đôi. Đấy, đĩa phanh đôi luôn nhá. Anh em nhìn đĩa phanh đôi này. Đấy, các bạn đừng nhầm tưởng với cái này là cái pha vòng đọc ABS nhá. Đây không phải là vòng đọc ABS mà đây là vòng đọc tốc độ nhá. Đây là cái đồng hồ tốc độ của nó nhá, chứ không phải vòng đọc ABS đâu. Đấy. Lên xi nhan LED này, nhỏ gọn này. Về phần bình xăng, con này thực sự là nó dáng cafe racer thuần luôn, rất là đẹp. Đi phố nhìn con này cực kỳ là chất luôn. Từ cái dáng của bình xăng cho đến cái dáng của cái yên, nó là thuần cafe racer luôn nhá. Đấy, kèm theo những cái phần phía dưới, cái phần cốp của nó thì nó được cách điệu lên, nó làm tròn thì nhìn nó đẹp hơn. Và trong đấy một bên là
là lọc gió và bên kia là của Aqui nhá. Còn cục máy thì nó chơi chung với cục máy của con FTR 223 ấy. 233 ấy. Đấy, thế nhưng mà con này là cục máy này là 200cc thôi. Nhưng mà 100% giống hệt nhau. Đấy, copy lại của xe Honda. Ốc chèo máy sáng choang luôn nhá. Tất cả các ốc chèo thì các bạn nhìn nó đảm bảo nó như mới luôn. Da máy thì đẹp, không có chỗ nào mà xước xát cả. Tất cả các cái trang thiết bị của con này nó mới trên 99% luôn, đảm bảo cực kỳ mới. Mới lắm luôn. Đấy. Đây, về phần giảm sóc sau. Không được là giảm sóc ESS đâu, nhưng mà nó cũng rất là mềm mại nhá. Để chân để cháo là rất là đẹp này. Cái dàn chân của con này phải nói là cái dáng cà phê racer của con này nó thuần cà phê racer, nó rất đẹp luôn. Kể cả cái dàn chân sau nữa, để cái bán chân sau thì nó rất là cách điệu nên rất là đẹp. Người ngồi sau không mỏi một chút nào cả, mặc dù là hơi tì ra đằng trước, nhưng mà cái yên đằng sau thì là cao hơn, gần như là cao là chia hai yên, cho nên là người ngồi sau cũng không bị mệt mỏi, mà người đằng trước cũng không bị người ngồi đằng sau đè lên phía trước mà gây cảm giác mệt đâu nhá. Để chân nó đẩy ra phía sau rồi, hướng cái đầu gối ra phía trước, cho nên là đúng chuẩn dáng cafe racer luôn. Đèn hậu ép vào cái yên này. Đấy, rất là đẹp nhá. Càng đẹp luôn. Nhông xích như mới. Lốp lát thì nói chung là khỏi nghĩ rồi. Đấy. Đây cái dàn chân các bạn cùng nhìn nhá, cái để chân. Đấy, cái báng để chân nó rất là đẹp. Nhìn rất là bắt mắt. Tạo cái cảm giác thoải mái cho người ngồi đấy. Còn cái bình xăng thì như cái cách người ta uốn bình xăng nó quá đẹp. Thực sự là con này nếu mà nói về kiểu dáng thì nó là đỉnh đấy. Nếu như mà nó chỉ kém cái thương hiệu là nó là G-Pace thôi. Chứ nếu như mà con này là xe của Honda, đem mác Honda thì nó sẽ lại là có cái giá khác hẳn đấy. Thì khi mà cái con này mà bán ra trên thị trường vào những năm 2020, 2019 chẳng hạn, nó có cái giá bán ra là nó rơi khoảng 76 cho đến 78 triệu, đăng ký xong là thành 85 triệu đấy, khá là chát chúa đấy. Thế nhưng mà hiện tại thì cái giá nó đã xuống rất là nhiều rồi, cực kỳ tiệm cận với người chơi. Mình sẽ công bố cái giá sau, và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục với cái phần cục máy bên tay trái cho các anh em cùng nhìn. Xe có cả cái bộ phận két dầu nhá, để giải nhiệt này, phía trong này két dầu giải nhiệt. Cục máy rất là đẹp, lộ thiên luôn. Thì anh em nhìn rõ ràng từng chi tiết của máy luôn, rất là đẹp. Và nó chắc chắn lắm. Dù sao thì cũng là made in Thái Lan. Tất cả các con ốc của nó cũng rất là khôn, chứ nó không phải những cái hàng của Ấn Độ làm thì cái con ốc nó không đẹp lắm. Đây ốc nhái đúng kiểu hàng Thái Lan, bởi vì là Thái Lan thì là theo cái xu hướng nhiều, theo bắt chước theo cái xu hướng của xe Honda. Cho nên là kể cả cái thiết kế của máy cho đến tất cả mọi thứ thì nó gần như là giống Honda cả. Anh em có thể nhìn nó rất là bắt mắt và rất là dễ chịu, dễ nhìn. Chỉnh sửa cũng dễ chứ không phải như các cái con xe kia, nó khó chỉnh sửa. Đấy. Đây, anh em nhìn cái dáng của cái bình xăng. Nó tạo điểm nhấn của xe luôn, rất là đẹp. Cái tem xe Gentleman, Legion Gentleman nhá. Đấy, rất là đẹp. Nói chung là một con xe mà Cafe Racer 200cc rất là vừa vặn, anh em có thể chạy phố cũng như chạy phượt vài trăm km rất là ok. Con này nó hoạt động rất là ổn định, máy móc ngọt ngào và không bị hỏng vặt. Cái quan trọng nhất là không bao giờ sợ nó hỏng vặt cả, không bao giờ để anh em nằm đường. Anh em chỉ có đi con xe này thì chỉ có nằm nhà chứ không bao giờ nằm đường, lo không bao giờ phải lo những chuyện đó. Và bây giờ thì xe máy của anh sẽ công bố cái giá bán của con xe G-Pace này. Chiếc Gentleman 200 này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với giá bán là 39,5 triệu nhá. Mức giá bán đó thì chưa bao gồm với chi phí sang tên cũng như là chi phí vận chuyển. Mong anh em lưu ý dùng mình phần đó. Xe thì một chủ sử dụng từ mới, cam kết một chủ sử dụng từ mới và nó đẹp trên 99%, đảm bảo với anh em đến 3.500 km. Anh em ở trong khu vực Hà Nội và các cái tỉnh lân cận phía Bắc của Hà Nội thì có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là xe máy Hoàng Anh. Địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp sản phẩm. Cũng như là có thể alo đến cho mình một cái số điện thoại tư vấn là 0905-95-8889 nhé. Mình sẽ tư vấn chuyên sâu hơn cho anh em về cái sản phẩm này. Rồi, thế thì xin dừng video và xin cảm ơn các em đã và đang follow kênh của mình. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn anh em.